Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng và forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi thì các bạn thấy là thị trường biến động không nhiều do là có khá ít tin tức và hành động giá của chúng ta cũng không có thay đổi đáng kể. Trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cùng nhau xem xét lại hành động giá trong tuần vừa rồi và xem là chúng ta có tín hiệu giao dịch nào khả thi cho tuần tới, thậm chí là tuần tới nữa hay không ha. Tuần tới thì thị trường chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới luôn. Có rất là ít tin tức vào cái thời điểm này. Và trong tuần tới thì 2 ngày đầu thị trường sẽ nghỉ lễ, cho nên là sẽ không có biến động nhiều. Nên là tuần tới thì chúng ta sẽ không có giao dịch ha. Coi như là chúng ta cũng nghỉ lễ theo luôn á. Rồi bây giờ thì chúng ta đi vào phân tích thị trường cho sau kỳ nghỉ lễ ha. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam, XM Global. Giao dịch như một chuyên gia hoặc nhận tới 50% lợi nhuận chia sẻ từ các chiến lược của bạn. Tham gia sao chép giao dịch cùng XM ngay. Link đăng ký phía dưới phần miêu tả. Giới thiệu sao chép giao dịch XM. Sao chép các nhà giao dịch thành công và kiếm tiền từ thị trường. Hoặc chia sẻ chiến lược và nhận tới 50% lợi nhuận phân chia. Ai cũng có lợi. Đăng ký sao chép giao dịch XM và giao dịch như chuyên gia trong nháy mắt. Như thường lệ, Thúy sẽ bắt đầu với DXY. Các bạn nhìn biểu đồ của DXY, các bạn có thể thấy là thị trường đã tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ của khung tuần, thậm chí là khung tháng ha. Rõ ràng là hành động giá đang chững lại quanh vùng này. Thì các bạn thấy ha, chúng ta đã có 3 đợt đẩy giá rồi. Đợt đẩy giá đầu tiên đây, đợt đẩy giá thứ hai đây và đợt đẩy giá thứ ba đây. Và khi mà giá tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ trên khung tuần này thì hành động giá bắt đầu chứng lại. Mặc dù cái đợt phá vỡ này ha, cái đợt phá vỡ này động lượng vẫn đang còn khá là mạnh. Và khi mà chạm đến cái vùng hỗ trợ này thì thị trường bắt đầu chứng lại này. Vậy thì ở vùng giá này chúng ta có thể cân nhắc là thị trường có khả năng sẽ hình thành tín hiệu đảo chiều. Vậy thì nếu như tuần sau các bạn thấy giá có thể phá vỡ được cái vùng kháng cự này, tức là vùng đỉnh này này, giá phá vỡ vùng này, thì khi đó chúng ta sẽ tìm cơ hội để chúng ta canh mua bằng cách là sẽ chờ cho giá hồi về một cái vùng hỗ trợ nào đó và sau đó tìm cơ hội mua lên. Lúc này chúng ta kỳ vọng là thị trường sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp thị trường tuần tiếp theo hoặc là tuần tới nữa sau cái kỳ nghỉ lễ thì các bạn thấy nếu mà thị trường quay đầu giảm mạnh ha, đi sâu vào cái vùng hỗ trợ này, thì khi đó chiến lược của chúng ta có thể sẽ vẫn là canh bán, tại vì lúc đó xu hướng của thị trường vẫn là quay đầu giảm đó, thì khi đó chúng ta vẫn có thể sẽ phải canh bán ha. Ở đây thì lưu ý cho thấy một điều, thì các bạn để ý ở đây có một cái vùng kháng cự là cái khối mất cân bằng cung cầu hay còn gọi là FVG. Đó thì nếu như mà tuần tới mà giá quay ngược lên vùng này, phản ứng với vùng này và tạo được tín hiệu giảm giá thì chúng ta có thể cân nhắc canh bán được ha. Còn nếu như các bạn thấy giá phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ này này, trong Naked Forex thì chúng ta gọi đó là tiểu vùng. Nếu mà giá phá vỡ vùng này rất là mạnh thì khi đó có khả năng chúng ta sẽ không có canh bán được, mà lúc này đó là cái dấu hiệu cho thấy thị trường có thể chuyển hướng và tăng giá. Và đặc biệt nếu như mà giá phá vỡ luôn cái vùng đỉnh này thì coi như là xu hướng đảo chiều ha. Khi đó là chúng ta sẽ canh mua dài hạn chứ không canh bán được nữa ha. Thì đây là chiến lược giao dịch cho DXY. Nói chung là tuần tới, có thể là tuần tới nữa, các bạn sẽ chủ yếu theo dõi cái vùng hỗ trợ quanh vùng 101.50 và vùng thấp hơn là vùng 101 ha. Và quanh vùng này nếu có tín hiệu đảo chiều chúng ta canh mua, và tiếp cận đến cái vùng kháng cự là vùng này quanh 103 mà động lượng chậm lại có tín hiệu canh bán thì chúng ta cũng có thể cân nhắc giao dịch ha. Rồi bây giờ thì chúng ta phân tích qua vàng. Vàng thì các bạn thấy này, sau khi mà nó quét cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại này, giá quay đầu giảm nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều ha. Bởi vì các bạn để ý cái đáy này là đáy quan trọng trên khung này. Trừ phi cái đáy này bị phá thì khi đó chúng ta mới cân nhắc canh bán được, còn không thì chúng ta vẫn cân nhắc canh mua. Ở đây các bạn thấy này, giá phản ứng với vùng cầu này và sau đó bật tăng rất là mạnh, phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ này. Tuần vừa rồi á thì thị trường đã chính thức là đóng cửa và hoạt động phía trên cái vùng đỉnh nhỏ này. Điều này cho thấy rằng là vàng có khả năng sẽ tăng giá trong ngắn hạn và cái mục tiêu mà nó có thể tìm về đó là cái vùng đỉnh này.
Vậy cho nên là đối với vàng thì kiến nghị ha, anh em nên canh mua ngắn hạn. Các bạn để ý là vàng nó phản ứng rất là chuẩn theo cái cấu trúc tăng giá ha. Ở đây này các bạn thấy này, giá phá vỡ cái vùng đỉnh này ha, sau đó hồi về đúng cái vùng cầu này, bật tăng lên, phá vỡ vùng đỉnh này tạo đỉnh cao hơn ha, sau đó lại về hồi về vùng cầu này và bật tăng lên. Vậy cho nên nếu như đi theo đúng cái cấu trúc tăng giá thì cái khả năng thị trường tìm về cái vùng đỉnh này rất là cao. Đó, cho nên Thùy kiến nghị anh em nào mà giao dịch vàng thì có thể quay trở về khung thời gian thấp hơn như là H4 để tìm tín hiệu để mua lên. Vậy thì vùng mà chúng ta có thể canh mua được đó là cái vùng này, vùng mất cân bằng cung cầu này, nó là quanh vùng 2000 hoặc là vùng 2020 ha. Đấy, các bạn để ý vùng này trước ha, vùng 2020 này. Đó, nếu như mà tuần tới các bạn thấy, tuần tới nếu mà chưa có ha, có thể là tuần tới nữa mà vàng tìm về được vùng này thì chúng ta sẽ tìm cơ hội chúng ta mua lên, và kỳ vọng của chúng ta đó là sẽ tìm về được cái giá cao nhất mọi thời đại này. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp Euro-USD. Euro-USD các bạn thấy là thị trường đang quét cái vùng đỉnh này. Này, đang quét cái vùng đỉnh này. Vậy thì hiện tại là giá đã đóng cửa lên cái vùng đỉnh trước này này. Trong khung ngày thì hiện tại là Euro-USD đang có cấu trúc tăng giá. Và nếu như mà chúng ta canh mua cái cặp tiền này thì cái vùng hỗ trợ mà lý tưởng nhất để chúng ta canh mua lên nó là vùng này này các bạn. Nó là vùng mất cân bằng, đồng thời cũng là các cái vùng đỉnh trước mà thị trường phá vỡ. Nó cũng là cái vùng cầu. Thì các bạn để ý ha, nó là quanh 1.0850. Vậy thì nếu như mà chúng ta giao dịch trên khung thời gian, sorry mọi người, đây là khung H4 rồi ha. Chúng ta về khung này. Nếu như mà giao dịch trên khung này thì chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó chúng ta mua lên. Và các bạn để ý nè, hiện tại là EURUSD đã quét cái vùng đỉnh này này, đã quét rồi ha. Nhưng mà nó chưa thực sự đóng cửa lên trên vùng đỉnh trước đó, vùng đỉnh này. Và hiện tại thì trên khung ngày cấu trúc tăng giá vẫn chưa có được rõ ràng. Cho nên trong cái điều kiện này thì tôi kiến nghị anh em tạm thời chúng ta theo dõi cái vùng kháng cự này. Nó là quanh vùng 1.1 hoặc là quanh vùng 1.1010. Thì các bạn thấy rằng là hiện tại thị trường hình thành cho chúng ta cây nến là Doji. Nó cũng là gần như là nến búa. Thì cây nến này là cây nến cho thấy là động lượng đang chứng lại quanh vùng này. Thị trường đang do dự khi tiếp cận đến cái vùng kháng cự này. Tuy nhiên thì chưa có tín hiệu giảm giá ha. Để các bạn về khung thời gian H4 có thể thấy được là nó chưa có tín hiệu giảm giá. Mà trên khung thời gian H4 thì thị trường đang đi theo hướng là tăng giá. Đó. Vậy thì trong cái điều kiện này thì kiến nghị anh em á, là theo dõi cái vùng kháng cự là vùng đỉnh này này. Nếu như tuần tới mà trên khung H4 hoặc là tuần tới nữa ha, thì khung H4 có dấu hiệu giảm giá, phá vỡ cái vùng đáy nhỏ này thì các bạn có thể là canh bán được ha. Tức là chúng ta sẽ về khung thời gian thấp hơn như H1, thậm chí là M15, và sau đó tìm cái tín hiệu thay đổi xu hướng á, rồi sau đó chúng ta giao dịch. Thì nếu như mà tín hiệu thay đổi xu hướng thì Thùy kiến nghị là nên xác định trên khung H4 trước, và sau đó thì về khung thời gian thấp hơn như M15, đợi giá hồi về cái vùng kháng cự H4 này này, sau đó chúng ta bán xuống với kỳ vọng là giá sẽ đi về cái vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày, nó là quanh vùng 1.0850. Khi đó thì chúng ta có thể cân nhắc mua lên khi giá tiếp cận cái vùng này ha. Vậy cho nên là chiến lược giao dịch của cặp EURUSD qua tuần đó là chúng ta tiếp tục theo dõi cái vùng đỉnh này, xem có tín hiệu đảo chiều hay không. Nếu có thì chúng ta giao dịch. Còn nếu như tuần tới hoặc là tuần tới nữa mà các bạn thấy euro tăng mạnh lên luôn thì lúc này coi như là cái vùng đỉnh này đã, thị trường đã quét xong và nó đã bị phá vỡ rồi. Và lúc này cái cấu trúc của chúng ta trên khung ngày, thậm chí là H4 đồng bộ với nhau đều là tăng giá, thì khi đó chiến lược của chúng ta sẽ phải là canh mua ha. Và lúc này nếu như mà thị trường phá vỡ lên vậy ha, thì lúc này cái vùng hỗ trợ này này, FVG này, sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tìm cơ hội mua lên theo xu hướng. Tiếp theo là cả bảng Anh USD. Bảng Anh USD trên khung ngày thì các bạn thấy là cấu trúc vẫn là tăng giá nhé. Đây các bạn thấy ha, vẫn là tăng giá này. Và hiện tại thì chiến lược chính của cặp tiền này thì Thùy kiến nghị vẫn là canh mua thôi. Ở đây thì các bạn sẽ phải chờ cho giá
hồi về cái vùng hỗ trợ, về khung thời gian H4 để xác định cái vùng hỗ trợ này được rõ hơn. Nó là quanh vùng 1.2610, 1.2615 cũng được ha. Đó thì qua tuần các bạn sẽ chờ cho giá hồi về vùng này một lần nữa và tìm cái sự thay đổi xu hướng ở khung thời gian thấp như H1 hoặc là M15. Sau đó các bạn mua lên theo xu hướng tăng ha. Còn nếu như trong trường hợp cái vùng hỗ trợ này bị phá vỡ thì chúng ta đứng ngoài chờ xem liệu có tín hiệu đảo chiều qua xu hướng giảm hay không. Nếu có thì khi đó có thể chiến lược cái gì của chúng ta sẽ phải thay đổi nhé. Rồi tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. USD và Yên Nhật thì các bạn để ý nè, là giá hiện tại đã tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ trên khung thời gian tuần rồi ha. Hành động giá trên khung thời gian ngày thì các bạn thấy rõ ràng là động lượng đã chứng lại rất là nhiều rồi. Thứ nhất đó là không có đóng cửa được xuống bên đáy trước đó. Hai là giá không có giảm một cách mạnh mẽ vượt qua khỏi đáy trước đó. Và cái khoảng cách từ đáy này đến đáy thấp nhất vừa mới được tạo từ tuần trước nữa thì khoảng cách này rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với những cái vùng đáy trước đó mà thị trường hình thành được ha. Đó thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là có cái sự yếu đi trong động lượng rồi. Vậy thì qua tuần chúng ta sẽ chờ cho thị trường hình thành cái cấu trúc tăng giá. Một là các bạn chờ cho USD và Yên Nhật quét cái vùng đáy này này, sau đó bật tăng lên tạo cấu trúc tăng giá. Hai là các bạn sẽ chờ cho giá bật tăng lên và phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ này. Lúc này trên khung thời gian thấp hơn, các bạn sẽ có cấu trúc là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Khi đó chúng ta có thể mua lên cặp tiền này được ha. Nói chung là qua tuần tiếp tục theo dõi cặp tiền này quanh cái vùng hỗ trợ 141. Đó, nếu như mà giá hình thành được cái cấu trúc tăng hoặc là quét cái vùng đáy trước này tạo đỉnh cao hơn thì khi đó các bạn cũng có thể canh mua được nhé. Rồi cặp tiếp theo là cặp USD và Franc Thụy Sĩ. USD và Franc Thụy Sĩ hiện tại thì đã chạm đến cái vùng hỗ trợ là cái vùng đáy trước đó. Và các bạn thấy ha, ở đây rõ ràng là thị trường đã hình thành một cái nến đuôi chuột túi cực đẹp luôn. Giá đã tiếp cận đến vùng đáy trước đó này và hình thành một cây nến đuôi chuột túi, đặc biệt là cây nến này đóng cửa lên phía trên vùng đáy trước đó. Tuy nhiên thì USD và Franc Thụy Sĩ hiện tại đang nằm trong cấu trúc giảm giá, cho nên tín hiệu mua lên ở cây nến này chúng ta không có chốt lời xa được. Nếu các bạn mua ở cây nến này ha thì các bạn sẽ dừng lỗ ở bên dưới đáy nến và chốt lời ở vùng kháng cự này. Thì các bạn thấy là tỷ lệ risk reward của chúng ta là 2.5, tức là chúng ta sẽ không kỳ vọng cao được. Cho dù thị trường tăng mạnh cao hơn thì cũng đến vùng này thôi. Vậy thì lúc này tỷ lệ risk reward của chúng ta cũng rơi vào 3.5. Trừ phi là cái vùng đỉnh này bị phá thì khi đó chúng ta mới có thể đặt lợi nhuận xa hơn. Chứ còn hiện tại cái cấu trúc của cặp tiền này đang là giảm giá, cho nên chúng ta mua ở thời điểm này là mua đảo chiều. Mà đã mua đảo chiều thì chúng ta không có kỳ vọng lợi nhuận xa hơn được. Chúng ta chỉ có thể đặt ở những cái vùng kháng cự của xu hướng giảm thôi. Thì các bạn lưu ý ha, anh em nào mà chơi đảo chiều thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Anh em nào mà muốn kỳ vọng là thị trường có thể đảo chiều thành xu hướng tăng luôn thì chúng ta bắt buộc phải chốt lời từng phần. Rồi, ở đây thì Thúy kiến nghị ha, đối với cặp này ở tuần tới thôi, chúng ta sẽ xem xét cái hành động giá ngắn hạn thôi. Đó là quanh cái vùng hỗ trợ này, anh em có thể cân nhắc mua lên với cái nến này. Vậy thì chúng ta sẽ về khung thời gian thấp hơn. Khung thời gian thấp hơn trên H4 này, các bạn để ý là có một cây nến bóng lớn này, rất là đẹp ha. Cây nến này đóng cửa lên phía trên vùng đáy trước đó này. Thêm vào một cái nữa là cây nến này nó cũng rất là nổi bật so với những cây nến trước đó. Cây nến này có đuôi nến dưới khá là dài, nó bao trùm toàn bộ cây nến, thân nến của cây nến trước đó luôn. Cho nên là cây nến này có thể cân nhắc canh mua được. Chúng ta có thể mua ở cây nến này, chốt lời bên dưới đáy nến ha. Điểm chốt lời của chúng ta sẽ là trên vùng này. Nếu như mà chúng ta mua ở cây nến này á thì cái tỷ lệ risk reward của chúng ta sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Chốt lời ở đây lận. Đó thì các bạn thấy là mới ở cái cạnh dưới thôi là các bạn đã có được mức risk reward, tỷ lệ risk reward là 3.5 rồi. Đó, còn nếu như mà kỳ vọng cao hơn nó lên đến vùng đỉnh này, tỷ lệ risk reward của chúng ta rơi vào khoảng gần 1 năm. Đó, rất là tốt ha. Tuy nhiên á, thì các bạn để ý này, anh em nào mà giao dịch đa khung thời gian thì chúng ta
nên ha, chúng ta nên về khoảng thời gian thấp hơn tìm cái sự thay đổi xu hướng á. Tức là lúc này các bạn cần kỳ vọng đó là giá phải phá vỡ được cái vùng đỉnh này này, phá vỡ với động lượng mạnh ha. Khi đó thì các bạn có thể chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội mua lên. Đó, khi đó thì cái điểm vào lệnh của các bạn nó sẽ rất rất là lợi thế. Đó, bạn vào lệnh ở đây và các bạn dừng lỗ ở bên dưới đáy này. Đó, và các bạn chốt lời ở tút lút trên này là nó tỷ lệ rủi ro của chúng ta sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Thì đối với anh em nào mà giao dịch đa khung thời gian thì các bạn có thể giao dịch theo kiểu như vậy ha. Rồi, tiếp theo là cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Đô la Úc và đô la Mỹ thì các bạn thấy rằng là hiện tại thị trường đang trong cấu trúc tăng giá ha. Và đây là cái vùng đỉnh trước đó của cái xu hướng giảm hiện tại. Tuy nhiên thì các bạn thấy là xu hướng trên khung thời gian ngày nó đã chuyển hướng qua tăng giá rồi. Và các cái vùng đỉnh của cái xu hướng giảm này đã bị giá phá vỡ một cách mạnh mẽ. Vậy thì cái khả năng thị trường tiếp cận lại cái vùng đỉnh này rất là cao. Và đây là mô hình hai đỉnh ha. Ở trong SMC á, thì chúng ta sẽ gọi nó là EQ2. EQ2 thì đây nó là một cái vùng thanh khoản mà thị trường có khả năng tìm về rất là cao. Đó, cho nên là có rất là nhiều tín hiệu cho thấy rằng là đô la Úc và đô la Mỹ có thể tìm lại vùng này. Cho nên là Thùy kiến nghị các bạn nên tập trung canh mua đối với cặp tiền này ha. Thì kỳ vọng là giá sẽ hồi về cái vùng hỗ trợ này, nó là quanh vùng 0.6650. Sau đó thì các bạn tìm tín hiệu mua lên ha. Kỳ vọng đầu tiên là vùng đỉnh này, kỳ vọng cao hơn là cái vùng hai đỉnh này ha. Rồi tiếp theo là cặp USD và Canada. USD và Canada đang trong xu hướng giảm và chiến lược chính của chúng ta thì vẫn canh bán thôi. Nhưng mà các bạn để ý là cặp tiền này nó đã tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ là cái vùng cầu này rồi ha. Vùng cầu này ở trên khung tuần lận đó. Này, các bạn thấy là giá tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ này rồi. Tuy nhiên thì vẫn chưa có tín hiệu nào mua lên khả thi ở vùng này cả. Cho nên Thùy kiến nghị các bạn là tạm thời đừng có canh mua. Với lại là cái cấu trúc của USD và Canada hiện tại đang là xu hướng giảm và động lượng của nó rất là tốt. Cho nên trong cái điều kiện này thì Thùy kiến nghị rằng là các bạn nên chờ hồi canh bán. Bởi vì cái vùng hỗ trợ này nó có thể là một cái vùng mà nó tạo động lực để cho giá hồi tiếp cận được đến cái vùng kháng cự này. Vùng kháng cự này là quanh vùng 1.3450. Đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giá sẽ hình thành được tín hiệu bán quanh vùng này. Khi đó thì các bạn có thể cân nhắc bán xuống ha. Đó, nói chung là USD Canada thì các bạn lưu ý vùng kháng cự này ha, chúng ta canh bán. Tiếp theo là cặp Euro và bảng Anh. Euro và bảng Anh thì các bạn thấy là cấu trúc hiện tại của cặp tiền này trên khung ngày lại giảm, thực ra trên khung tuần nó cũng đang giảm luôn á. Thì ở đây xu hướng giảm rất là rõ ha. Vùng kháng cự của chúng ta, vùng gần nhất nó là cái vùng đáy trước này này, và giá đã tìm về rồi. Đồng thời đây cũng là cái vùng cầu luôn ha. Đây, để vẽ ra để cho các bạn dễ hình dung này. Vùng cầu đó, giá gần tiếp cận đến rồi. Vậy thì ở đây ha, qua tuần là chúng ta sẽ chờ cho thị trường tạo được tín hiệu bán quanh vùng này, hiện tại chưa có nha các bạn. Qua tuần chúng ta sẽ chờ cho thị trường hình thành được tín hiệu bán, nó có thể là tiếp cận lại cái vùng cầu này. Thì khi đó các bạn có thể bán xuống à. Đối với cặp Euro và bảng Anh thì chúng ta tập trung chúng ta tìm tín hiệu bán xuống. Nếu như không hình thành được tín hiệu nào bán xuống thì thôi các bạn đứng ngoài ha. Giá có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên và nếu mà nó tiếp cận đến cái vùng đỉnh này thì khi đó chúng ta tính tiếp ha. Tiếp theo là bảng Anh và Yên Nhật. Bảng Anh và Yên Nhật thì các bạn thấy là tuần vừa rồi thị trường nó không có biến động nhiều này, giá gần như là đi ngang luôn á. Tuần trước cũng vậy và tuần này cũng vậy. Cho nên là đối với cặp này thì kiến nghị mình đứng ngoài và lưu ý cái vùng đáy này này. Vùng đáy này là cái vùng đáy mà nó tạo ra cái đỉnh cao hơn. Cho nên là khi mà giá tiếp cận lại vùng đáy này một lần nữa thì có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là nó break out khỏi vùng đáy này, tạo đáy thấp hơn với động lượng mạnh. Khi đó thì coi như là cấu trúc có sự chuyển đổi từ tăng qua giảm. Khi đó thì chúng ta sẽ canh bán. Nhưng nếu như các bạn thấy thị trường chỉ là quét cái vùng đáy này, sau đó bật tăng lên, vậy thì lúc này chúng ta có thể cân nhắc canh mua lại được ha. Vì cấu trúc hiện tại thì vẫn đang là tăng giá. Và nếu như chừng nào cái vùng đáy này chưa có bị phá vỡ một cách mạnh mẽ thì khi đó chúng ta vẫn có thể canh mua lên được ha. Rồi bây giờ chúng ta phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu. Đầu tiên là S&P 500.
S&P 500 các bạn thấy là hiện tại thị trường vẫn đang là trong cấu trúc tăng giá một cách mạnh mẽ. Ở đây Thúy xin chuyển về khung tuần ha. Chúng ta theo dõi cái cấu trúc của thị trường được rõ hơn nè. S&P 500 thì có vẻ như là đang sắp tìm về lại cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại trên khung tuần ha. Và các bạn thấy là cái vùng hỗ trợ này, đó là vùng gần nhất quanh vùng 4605 á. Vậy thì đối với lại S&P 500 thì chúng ta sẽ vẫn canh mua nhé. Chiến lược không thay đổi à. Các bạn chờ giá hồi về vùng này, sau đó tìm tín hiệu mua lên. Đây là cái vùng hỗ trợ gần nhất rồi. Chúng ta sẽ tập trung tìm tín hiệu mua lên quanh vùng này trước. Chúng ta còn hai vùng hỗ trợ thấp hơn bên dưới nữa, nhưng mà thôi, cứ theo dõi vùng hỗ trợ gần nhất thôi ha. Tuần sau thì có khả năng là thị trường sẽ không có biến động nhiều đâu, cho nên là có thể cái tuần sau nữa chúng ta mới có thể tìm tín hiệu giao dịch được ha. US 30 cũng vậy thôi các bạn, cũng vậy thôi, nó không có thay đổi gì cả. Giá thì tuần vừa rồi không biến động nhiều cho nên cấu trúc cơ bản là không có gì thay đổi, chúng ta vẫn cứ canh mua thôi ha. Chúng ta chuyển lên khung tuần để nhìn cái cấu trúc nó rõ hơn ha. Ở đây các bạn để ý là ở trên khung tuần thì cấu trúc là tăng giá rồi, khung ngày cũng tăng giá mạnh mẽ rồi. Cho nên chiến lược giao dịch US 30 đó là chờ cho giá hồi về vùng quanh vùng 3550, 3560, sau đó chúng ta tìm tín hiệu chúng ta mua lên nhé. Rồi cuối cùng đó là dầu. Dầu chúng ta về khung thời gian ngày ha. Khung tuần thì nó đang giảm rồi đó. Khung tuần đang giảm và khung ngày thì cũng đang giảm luôn này. Các bạn thấy chiến lược của dầu không thay đổi nhiều. Ở đây thì chúng ta có hai cái vùng kháng cự có thể cân nhắc anh giao dịch được. Thứ nhất đó là quanh vùng 80 ha. Ở đây là chúng ta có một cái vùng giằng co rất là đẹp ở đây này. Giằng co rất là đẹp, nó hợp lưu với lại vùng mất cân bằng cung cầu luôn, nó quanh vùng 80. Vùng thứ hai đó là cái vùng đáy trước đó mà dầu phá vỡ. Vùng đáy này thì nó là tiểu vùng thôi, nhưng nó lại hợp lưu với vùng mất cân bằng cung cầu nhỏ này, với lại là cái vùng cung gần nhất. Và cho nên là chúng ta có thể canh bán quanh vùng này được. Hơn nữa các bạn thấy giá tiếp cận đến vùng kháng cự này thì cái động lượng của nó đã chứng lại rồi, và thị trường bắt đầu phản ứng tạo ra các cái nến có đuôi nến trên rồi. Cho nên qua tuần chúng ta kỳ vọng là dầu sẽ hình thành được tín hiệu để chúng ta giao dịch ha. Cái nến này thì không phải nến đuôi chuột túi nha, tại vì cái nến này độ lớn của nó khá là nhỏ ha. Anh em nào giao dịch thì cân nhắc, chúng ta cân nhắc ha, cái nến này thực tế thì có thể trade được nhưng mà nó không đẹp. Ở đây về khung thời gian H4 để theo dõi xem cái cấu trúc của dầu. Ở đây các bạn để ý là cái đáy này mới là đáy quan trọng ha. Cái đáy này nó là quanh vùng 72. Qua tuần nếu như mà các bạn thấy dầu phá vỡ được cái vùng đáy này, chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về các cái vùng kháng cự gần đó, sau đó thì chúng ta tìm tín hiệu chúng ta bán xuống ha. Rồi thì đây là những cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi và giao dịch trong tuần tới. Anh em nào mà có thắc mắc thì vui lòng để lại comment bên dưới, và các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.